Nhắc đến La Mã cổ đại, chắc hẳn chúng ta sẽ luôn nhớ đến đế chế La Mã. Một đế chế không có điểm kết thúc mà chúng tôi đã khái quát trong video trước đây. Nhưng chúng ta dường như lãng quên Cộng hòa La Mã. Một chế độ được hình thành và phát triển hàng trăm năm là nền tảng quan trọng cho sự ra đời của đế chế La Mã trong lịch sử. Vì vậy, hôm nay hãy cùng với sử đồ ngược dòng thời gian trở về quá khứ để tìm hiểu về quá trình khởi tạo rồi sụp đổ của chế độ này. Trước khi vào nội dung chính, các bạn đừng quên like và subscribe kênh của chúng mình nhé. Theo những nghiên cứu khảo cổ học còn sót lại đến ngày nay, vào khoảng năm 1500 trước công nguyên, cộng đồng người Etruscan đã vượt qua dãy Alps và biển Adriatic tới phía đông bán đảo Ý hẻo lánh rồi khai hoang. Theo truyền thuyết, thành Rome bên bờ sông Tevereira ra đời vào năm 753 trước công nguyên do vua Romulus xây dựng, sau này đã trở thành nơi định cư của những người Etruscan. Trên thực tế, vương quốc La Mã ra đời vào giữa thế kỷ thứ 6 trước công nguyên do cuộc cải cách của vua Servius Tullius. Khi mới thành lập, vương quốc La Mã có vua đứng đầu, bên dưới gồm viện nguyên lão và đại hội nhân dân. Đến năm 509 trước công nguyên, Sextus Tarquinius, con trai của vua Lucius Tarquinius Superbus, đã cưỡng hiếp Lucretia, một phụ nữ quý tộc đã kết hôn và là tấm gương mẫu mực về đạo đức. Sự bạo ngược này đã gây nên một làn sóng phẫn nộ trong lòng dân chúng, dẫn tới cuộc tạo phản của Lucius Junius Brutus trong cùng năm này. Kết quả của cuộc tạo phản này là vương triều La Mã bị lật đổ. Nhà Tarquinius cũng bị trục xuất khỏi Roma không lâu sau đó. Sự kiện này đồng thời cũng đã đánh dấu sự mở đầu của kỷ nguyên Cộng Hòa trong lịch sử La Mã cổ đại. Từ đây, việc của chính quyền thành việc của dân. Bộ máy nhà nước thời kỳ này gồm hai cơ quan chấp chính là Viện Nguyên Lão và Đại hội Nhân dân có quyền lực ngang nhau với nhiệm kỳ một năm. Tuy nhiên, trong chế độ Cộng Hòa non trẻ mới hình thành, sự cách biệt quyền lực của giới quý tộc và bình dân là rất lớn. Do vậy, từ khi hình thành đến lúc sụp đổ, lịch sử chính trị của Cộng Hòa La Mã là một mớ hỗn độn với những xung đột thường xuyên giữa bình dân và quý tộc. Cũng trong thời gian này, sau khi nền Cộng Hòa được thiết lập, tham vọng bành trướng đã thôi thúc người La Mã dùng sức mạnh quân sự tham gia vào những cuộc chiến mở rộng lãnh thổ. Và lẽ tất nhiên, mục tiêu đầu tiên của họ là chinh phục toàn bộ bán đảo Ý. Cuộc chiến với người Etruscan. Trên thực tế, lúc ban đầu, những cuộc chiến mà người La Mã tham gia chỉ mang tính chất phòng thủ, vì việc lật đổ và trục xuất nhà Tarquinius đã dẫn tới những cuộc tấn công của người Etruscan và các đồng minh. Nhưng sau đó, La Mã đã bộc lộ tham vọng của mình một cách rõ ràng. Người La Mã đã để mắt đến vùng lãnh thổ thuộc quyền cai trị của người Etruscan ở vùng châu thổ giữa các con sông Tiber và Arno. Người Etruscan lúc bấy giờ tuy đã suy yếu, song vẫn kháng cự mạnh mẽ để chống lại quân La Mã. Tuy vậy, chẳng mấy chốc, các thành phố của người Etruscan đã rơi vào tay người La Mã. Từ năm 406 đến 396 trước công nguyên, quân La Mã đã liên tục vây hãm và tấn công vào vây, rồi san phẳng thành phố này. Cuộc tấn công của người Gaul. Công cuộc chinh phục bán đảo Ý của người La Mã đã bất ngờ bị gián đoạn bởi cuộc xâm lược của bộ tộc Gaul, một bộ tộc thiện chiến mạnh mẽ nhất châu Âu lúc bấy giờ, đến từ bên kia dãy Alps. Năm 387 trước công nguyên, người Gaul vừa dãy Alps nhanh chóng đánh bại quân đội và thiêu hủy nhiều thành phố của người La Mã. Tuy nhiên, họ không có ý định định cư tại Ý mà chỉ quan tâm đến của cải, nên họ đã cướp phá, yêu cầu người La Mã cống nạp. Sau khi đạt được mục đích, họ đã rút lui về đất của mình ở trung tâm châu Âu. Nhưng cuộc xâm lược bất ngờ của người Gaul đã khiến Roma suy kiệt về mọi mặt. Công cuộc thống nhất khối Latinh. Tuy đã suy yếu sau cuộc tấn công của người Gaul, song chỉ sau một thời gian ngắn, đến năm 350 trước công nguyên, La Mã đã dần phục hồi. Dù chỉ là một thành viên trong liên minh các nước Latinh, song La Mã vẫn áp đặt vị thế bá chủ lên tất cả các nước trong liên minh này. Năm 340, các nước nổi dậy đòi quyền độc lập sau khi La Mã khước từ những yêu sách của họ. Tuy nhiên, La Mã vốn đã phục hồi chỉ mất có 2 năm để dẹp tan cuộc nổi dậy này và thống nhất khối Latinh vào năm 338 trước công nguyên. Những cuộc chinh phục cuối cùng để thống nhất bán đảo. Sau khi mở rộng lãnh thổ bao trọn các nước trong khối Latinh, La Mã lại phải đối mặt với cuộc nổi loạn của người Samnites sống trên dãy núi Apennine. Đến năm 295 trước công nguyên, khi những người Samnites cùng với sự giúp đỡ của người Etruscan và người Gaul còn sót lại
và một thành phố khác nổi loạn. La Mã đã đưa quân đi đánh dẹp. Cuối cùng, người Samnites đã phải chịu thất bại vào năm 290 trước Công Nguyên và trở thành đồng minh của Cộng hòa La Mã. Như vậy, đến năm 280 trước Công Nguyên, La Mã về cơ bản đã giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực trung tâm bán đảo Ý. Mặc dù La Mã đã kiểm soát phần lớn vùng Trung Ý, nhưng vẫn còn đó Magna Graecia, Đại Hy Lạp, nơi các thuộc địa Hy Lạp nắm quyền kiểm soát cần phải giải quyết. Thuộc địa Hy Lạp hùng mạnh nhất lúc bấy giờ là Tarentum đã trở thành mục tiêu hàng đầu của La Mã. Cũng vào năm 280 trước Công Nguyên, La Mã tham gia vào trận chiến quyết liệt cùng với Tarentum và cuối cùng thuộc địa này phải chịu khuất phục vào năm 275 trước Công Nguyên. Sau Tarentum, những thành bang khác của Hy Lạp đã lần lượt đầu hàng. Như vậy, đến giữa thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, La Mã đã trở thành bá chủ của bán đảo Ý rộng lớn. Sau khi đã trở thành chủ nhân của bán đảo Ý, việc bành trướng hơn nữa của La Mã là tất yếu. Tuy nhiên, tham vọng đó đã vấp phải sự cản trở của những thế lực đang phát triển ở khu vực, dẫn tới những cuộc chiến tranh giành quyền lực ở Địa Trung Hải trong suốt hai thế kỷ. Chiến tranh Punic lần thứ nhất. Vào thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, tuy quân đội của người La Mã đã từng bước phát triển mạnh mẽ, song xét về sức mạnh hải quân, người Carthage mới là lực lượng hùng mạnh nhất ở Địa Trung Hải lúc bấy giờ. Khi La Mã hoàn tất cuộc chinh phục Ý của mình, thì người Carthage cũng đã kiểm soát toàn bộ bờ biển Bắc Phi từ phía tây Libya đến eo biển Gibraltar. Hầu hết bờ biển phía nam Tây Ban Nha cũng như các đảo Kos và Sardinia ở châu Âu. Khi thế lực của Carthage vươn tới cực Nam Ý, người La Mã lúc này đã can thiệp vào cuộc nổi dậy của người Messana chống lại Carthage trên đảo Sicilia và khiến chiến tranh Punic lần thứ nhất nổ ra. Từ năm 264 trước Công Nguyên, La Mã bao vây nhiều thành phố của Carthage ở Sicilia và nhanh chóng hủy diệt hoàn toàn lực lượng hải quân đến giải vây. Năm 262 trước Công Nguyên, La Mã tiến hành bao vây Agrigentum và tiêu diệt quân cứu viện của Carthage, dễ dàng giành chiến thắng ở đây. Sau đó, người La Mã tiếp tục đi về hướng Tây từ Agrigentum để giải vây cho các thành phố Segeste và Maxella đang bị Carthage tấn công. Năm 241 trước Công Nguyên, hải quân La Mã đánh bại hạm đội Carthage ở quần đảo Aegatis và buộc phải ký kết hiệp ước rút khỏi Sicilia. Theo đó, Carthage phải rời bỏ Sicilia dù chưa bị mất vào tay La Mã và bồi thường chiến tranh cho La Mã một khoản không nhỏ. Ngay sau đó, Carthage phải đối mặt với các vụ nổi loạn của lực lượng lính đánh thuê và La Mã hưởng lợi từ sự lộn xộn này với việc chiếm được đảo Kos. La Mã rất e ngại người Carthage và muốn xây dựng một vùng đệm an toàn càng lớn càng tốt giữa La Mã và Carthage. Sau Sicilia và Kos, La Mã tiếp tục muốn đẩy người Carthage ra khỏi Sardinia, hòn đảo phía tây bán đảo Ý. Chinh phục Bắc Ý. Sau khi bị hủy diệt gần như toàn bộ lãnh thổ vào năm 390 trước Công Nguyên, người La Mã vẫn luôn xem người Gao như cái gai trong mắt suốt thế kỷ tiếp theo đó. Do vậy, việc đánh trả quân Gao chỉ là việc trong một sớm một chiều mà thôi. Khi người Gao hợp tác với một bộ tộc khác tiến quân vào bán đảo Ý, người La Mã đã nhanh chóng tiêu diệt hoàn toàn liên minh này. Thêm đó, để dập tắt hoàn toàn mưu đồ quay lại của người Gao, năm 225 trước Công Nguyên, La Mã đã mở cuộc tấn công xâm chiếm lãnh thổ của người Gao. Chỉ sau 3 mùa chiến dịch, quân La Mã đã chiếm được toàn bộ vùng Bắc Ý và đẩy lùi quân Gao. Như vậy, đến năm 220 trước Công Nguyên, quân La Mã sở hữu một khu vực gần như nước Ý ngày nay và kiểm soát toàn bộ lãnh thổ từ dãy Alps đến mũi cực nam của Sicily. Sau khi xâm chiếm xong toàn bộ vùng Bắc Ý, cuộc tranh chấp quyền lãnh đạo thành Saguntum, một thành phố ven biển Iberia với Carthage, đã dẫn tới cuộc chiến tranh Punic bùng nổ lần thứ hai vào năm 218 trước Công Nguyên. Tướng lĩnh thân chinh của người Carthage lúc này là Hannibal, một vị tướng xuất sắc khiến cả Napoleon cũng phải công nhận là thiên tài quân sự đáng để học hỏi. Việc ông tham gia vào cuộc chiến dường như đã dự báo trước về sự thất bại thảm hại của quân La Mã trong cuộc chiến tranh Punic lần này. Vào tháng 9 cùng năm, Hannibal đã đưa quân đi dọc châu Âu rồi vượt dãy Alps, bắt đầu công cuộc xâm lược Ý. Hannibal ngay lập tức đập tan quân La Mã ở phía Bắc Ý tại hồ Trasimen vào năm 217 trước Công Nguyên và Cannae vào năm 216 trước Công Nguyên. Khi nghe những tin chiến thắng này, Philippos đệ ngũ, vua của vương quốc Macedonia, mang trong mình tham vọng mở rộng lãnh thổ, đã ngay lập tức lợi dụng cơ hội hiếm có tuyên chiến với La Mã vào năm 215 trước Công Nguyên. La Mã buộc phải tham gia vào cuộc chiến để ngăn chặn cơ hội hội quân của Macedonia với Hannibal. Vì liên tục thua trận trước quân Carthage, quân La Mã cần một liên minh hùng mạnh để đủ sức ngăn chặn những cuộc tấn công từ phía Macedonia.
Do đó người La Mã đã kết đồng minh với kẻ thù của Macedonia là liên minh Aetolian. Tuy vậy, những năm tiếp theo của cuộc chiến, việc quân Carthage xa lầy ở các chiến trường đã khiến họ không còn đủ sức mạnh để tấn công vào thành phố Rome, mà chỉ tấn công những vùng nông thôn của bán đảo. Lúc này, ở mặt trận miền đông Địa Trung Hải, liên quân La Mã, Aetolian và Macedonia liên tục tiến hành những trận chiến lẻ tẻ không có sự phân định thắng bại. Một hiệp ước được ký kết tại Phoenice giữa hai bên trong năm 205 trước công nguyên đã chính thức kết thúc chiến tranh Macedonia lần thứ nhất. Đến khi La Mã trao cho Publius Cornelius Scipio, một thiên tài về chiến lược, giữ chức thống đốc, cục diện chiến tranh đã chính thức xoay chiều. Với chiến thắng của Scipio trước người Carthage, người La Mã đã nhanh chóng chinh phục toàn bộ Tây Ban Nha, hậu phương của người Carthage. Sau đó, Scipio đưa quân vào châu Phi và người Carthage phải ký kết với Roma một hiệp ước hòa bình, buộc Hannibal phải rời khỏi bán đảo Ý. Năm 202 trước công nguyên, Hannibal và Scipio giao chiến ở Zama phía bắc châu Phi. Tại đây, Hannibal đã thất bại trước quân La Mã. Khi cuộc chiến Punic lần thứ hai đi đến hồi kết, vua Philippos đệ ngũ bất chấp những tối hậu thư cảnh cáo của La Mã, liên tục quấy nhiễu những đồng minh của Rome tại Hy Lạp. Điều này đã khiến cuộc chiến tranh La Mã Macedonia lần thứ hai bùng nổ. Nhưng rồi cũng chỉ 3 năm sau đó, Macedonia lại một lần nữa bị quân La Mã đẩy lùi. Sau khi Carthage bị đẩy xuống thành một bang độc lập, La Mã đã kiểm soát toàn bộ miền Tây Địa Trung Hải, bao gồm cả khu vực Bắc Phi. Như vậy, chiến tranh Punic lần 2 đã đưa La Mã trở thành một đế chế trên toàn thế giới. Chiến tranh Punic lần thứ 3. Trong những năm tiếp theo, sau khi chiến tranh Punic lần thứ 2 kết thúc, ở phía Tây, La Mã đàn áp tàn bạo người Iberia và chút thịnh nộ lên đầu người Carthage. Lo sợ về sự hồi sinh của người Carthage, La Mã đã yêu cầu họ từ bỏ thành phố, lùi sâu vào trong lục địa Bắc Phi. Lúc này ở Địa Trung Hải, với sự ủng hộ của đế quốc Seleucus ở Syria, Philip đệ ngũ mưu tính tấn công người Ai Cập để vơ vét của cải về cho mình. Quyết tâm bảo vệ quyền lợi của mình, hòn đảo Rhodes giàu có đã liên minh với Pergamon để chống lại quân Macedonia. Năm 201 trước công nguyên, sau khi bị Philip đệ ngũ đánh bại, Pergamon và Rhodes đã quay sang cầu cứu La Mã. Trong suốt những năm từ 172 đến 168 trước công nguyên, La Mã đã nhiều lần đem quân tấn công quyết liệt vào Macedonia nhằm thu phục vương quốc này. Sau những cuộc chiến dai dẳng tưởng chừng như không có hồi kết, Macedonia đại bại và chính thức xác nhập, trở thành một tỉnh của Cộng hòa La Mã vào năm 147 trước công nguyên. Mặc dù bị giữ chân trong những cuộc chiến với người Macedonia, nhưng việc người Carthage khước từ yêu cầu của La Mã đã châm ngòi cho cuộc chiến Punic lần thứ 3 bùng nổ vào năm 149 trước công nguyên. Sau khi thành công trong việc chinh phục Macedonia, người La Mã đã tập trung toàn bộ lực lượng rồi chiếm được thành phố Carthage, phá hủy thành phố này rồi sáp nhập tất cả các lãnh thổ còn lại của Carthage vào lãnh thổ La Mã, kết thúc sự tồn tại một cách độc lập của Carthage trong lịch sử. Quân La Mã đã giết hại một cách dã man nhân dân trong thành và biến số sống sót còn lại thành nô lệ. Cuộc tàn sát này có lẽ là cuộc tàn sát đẫm máu nhất trong lịch sử cổ đại, khiến nhân loại rùng mình bởi sự máu lạnh của quân đội La Mã lúc bấy giờ. Như vậy, những cuộc chiến bành trướng lãnh thổ đã mang về một lượng lớn của cải và nô lệ, biến Cộng hòa La Mã trở thành bá chủ ở khu vực Địa Trung Hải. Tuy nhiên, song song với điều đó, sự bất bình đẳng giữa bình dân và quý tộc vốn âm ỉ cháy trong xã hội ngay từ những ngày đầu chế độ Cộng hòa hình thành đã khơi mào cho một cuộc khủng hoảng nội bộ lớn sắp sửa bắt đầu. Năm 133 trước công nguyên, một vị quan hộ dân là Tiberius Gracchus đã đưa ra dự luật cải cách ruộng đất với ý định tái phân phối đất cho người nghèo nhằm đưa những người này quay trở về nông trại. Hội đồng nguyên lão khư khư giữ lấy quyền lực cho mình đã liên tục phản đối những cải cách này. Dự luật này rồi cũng được thông qua, nhưng viện nguyên lão từ chối cấp tiền để thực thi. Vì vậy, Gracchus lại đề xuất hội đồng bộ lạc thông qua một dự luật khác, đòi phải trưng thu thuế từ các khu thuộc địa mới. Kết quả là ông và hàng trăm người ủng hộ đã bị giết chết ngay trong buổi tái cử của mình. Và đây cũng là lần đầu tiên La Mã nổ ra một vụ xung đột đẫm máu. Tuy Tiberius Gracchus đã chết, song Gaius Gracchus, em trai của ông, đã liên tục được bầu làm quan hộ dân và tìm cách thông qua nhiều bộ luật tại quốc hội. Năm 121 trước công nguyên, viện nguyên lão thông qua một luật định yêu cầu các quan chấp chính bảo vệ nền Cộng hòa và tuyên bố Gaius Gracchus là kẻ thù của nhà nước. Sulla, một viên quan chấp chính của viện nguyên lão, đã đưa ra cải cách và nhanh chóng vấp phải sự phản ứng dữ dội của nhân dân. Điều đó đã khiến cho nền chính trị Cộng hòa La Mã rơi vào bất ổn với hàng loạt những cuộc nổi loạn có vũ trang. Crassus và Pompey
sau khi trở thành quan chấp chính vào năm 70 trước Công Nguyên, đã liên minh với các quan hộ dân và quốc hội chống lại viện Nguyên Lão cùng giới quý tộc. Đến năm 59 trước Công Nguyên, chính phủ Tam Hùng đầu tiên bao gồm Caesar, Crassus và Pompey bắt đầu hình thành ở La Mã sau khi Caesar được bầu làm quan chấp chính. Cũng trong khoảng thời gian này, dưới sức mạnh quân sự vượt trội, Cộng hòa La Mã đã nhanh chóng mở rộng lãnh thổ của mình ra gần như toàn bộ khu vực Tiểu Á và khu vực Đông Âu bằng cuộc chiến tranh Mithridatic và cuộc chinh phạt xứ Gaul của Julius Caesar. Năm 29 trước Công Nguyên, Octavianus, con nuôi của Caesar, trở về La Mã sau khi đánh bại lực lượng của Marcus Antonius và Cleopatra, trở thành kẻ thống trị duy nhất của toàn đế quốc rộng lớn. Đến năm 27 trước Công Nguyên, Octavianus được Viện Nguyên Lão và Nhân dân La Mã tôn làm nguyên thủ, nhận được danh hiệu August, đấng chí tôn và nhiều danh hiệu cao quý khác. Với sự kiện này, lớp áo của nền Cộng Hòa tuy vẫn còn tồn tại, song trên thực tế, chế độ quân chủ chuyên chế đã chính thức hình thành ở La Mã. Hai thế kỷ đầu tiên sau khi thành lập, La Mã đạt đến sự ổn định, thịnh vượng về cả kinh tế, chính trị lẫn xã hội chưa từng thấy trong lịch sử châu Âu lúc bấy giờ. Từ thời Augustus cho tới tận thời Trajan, từ năm 98 đến năm 117, La Mã chinh phục thêm các miền đất Bắc Phi, hầu hết Vương quốc Anh, một phần nước Đức, lãnh địa Đông Âu xung quanh Biển Đen, vùng Mesopotamia, hai con sông Tigris và Euphrates cùng bắt nguồn từ phía đông Thổ Nhĩ Kỳ, chảy về hướng đông nam, hội tụ ở Iraq, rồi đổ vào vịnh Ba Tư. Vùng đất nằm giữa hai con sông này thời cổ đại được gọi là Mesopotamia. Triều đại Commodus bắt đầu từ năm 180 đã khiến La Mã dần rơi vào bất ổn và suy tàn. Đến thế kỷ thứ 3, công thương nghiệp phát triển mạnh mẽ một thời bắt đầu suy sụp. Cư dân thành thị giảm sút, thành thị trở nên điêu tàn, những mối liên kết về kinh tế trên khắp đế quốc bắt đầu lung lay. Trong hoàn cảnh đó, do miền Đông La Mã có nhiều sự liên hệ với các nước phương Đông, nên kinh tế phát triển thuận lợi hơn miền Tây. Đến năm 330, hoàng đế Constantinus đã quyết định rời kinh đô của La Mã đến Constantinople ở phía đông. Năm 395, Theodosius đã chia đế quốc La Mã rộng lớn thành hai nước là đế quốc Đông La Mã đóng đô ở Constantinople và đế quốc phía Tây có kinh đô tại Milan. Trong khi La Mã đang suy yếu một cách nhanh chóng thì người German bao gồm các tộc Tây Goth, Đông Goth, Vandal, Frank đã di dân ồ ạt vào lãnh thổ đế quốc. Lúc bấy giờ những người di cư này đang sống trong xã hội nguyên thủy nên được người La Mã gọi là man tộc. Sang thế kỷ thứ 5, đế quốc Tây La Mã dưới những cuộc xâm lăng của tộc người German và những người Huns với sự chỉ huy của vua Attila đã chỉ còn là một vùng đất nhỏ bé không có thực quyền. Đến năm 476, thủ lĩnh đánh thuê người German Odoacer lật đổ Romulus Augustus, vị hoàng đế cuối cùng của đế quốc La Mã, rồi tự xưng là hoàng đế. Sự kiện này đã đánh dấu sự diệt vong của đế quốc Tây La Mã trong lịch sử. Sau khi đế quốc Tây La Mã sụp đổ, thì đế quốc phía đông đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những cường quốc có vai trò quan trọng bậc nhất ở châu Âu thời bấy giờ và viết tiếp những trang sử của đế quốc La Mã vĩ đại. Ở đế quốc Đông La Mã, hoàng đế Justinian lên cầm quyền từ năm 527 đến năm 565 đã tiến hành những cuộc chiến tranh để giành lại những vùng đất đã mất và bành trướng bờ cõi. Năm 532, Justinian đã ký với vua Ba Tư một hiệp ước hòa bình để đổi lại sự ổn định cho phần biên giới phía đông đế quốc. Những cuộc tái chiếm lại những vùng đất đã mất ở miền Tây thực sự bắt đầu từ năm 533, khi hoàng đế Justinianus phái tướng quân Belisarius đem quân đi đòi lại các tỉnh cũ ở Bắc Phi đã bị người Vandal chiếm từ năm 429. Tiếp đó, vào năm 535, hoàng đế Đông La Mã đã phái một đội quân nhỏ tới chiếm Sicilia. Tuy nhiên, bởi vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của những người dân tộc Goth, mãi đến năm 540, tướng Belisarius mới tiến vào được Ravenna và xóa sổ vương quốc người Ostrogoth. Đến năm 546, người Ostrogoth lại một lần nữa tập trung dưới sự chỉ huy của Totila, vua của người Visigoth, và giành lại Rome. Tuy nhiên, không lâu sau, vào năm 552, tướng Narses cùng 35.000 quân La Mã đã đánh bại rồi giết chết Totila tại Busta, Garorum. Đến đây, mặc dù vẫn còn một vài cuộc xâm lược lẻ tẻ của tộc người Frank cùng với một vài đồn trú kháng cự của người Goth, song trên thực tế, đế quốc Đông La Mã đã cơ bản hoàn thành công cuộc chiếm lại các tỉnh đã mất trên bán đảo Ý. Ở biên giới phía đông, những cuộc chiến La Mã-Ba Tư vẫn tiếp diễn đến tận năm 562. Khi ở bước 50 năm hòa bình giữa hai quốc gia được ký kết,
thì những cuộc chiến này mới dừng lại. Như vậy, dưới thời của hoàng đế Justinianus, đế quốc La Mã đã đẩy lui được hầu hết những cuộc tấn công của các bộ tộc di cư, đồng thời bành trướng bờ cõi sang Bắc Phi, Đông Nam Tây Ban Nha và bán đảo Italia. Vào năm 602, đội quân Ban Can dưới sự chỉ huy của viên tướng Phocas đã nổi dậy ám sát hoàng đế Mauritius và giành lấy ngai vàng của đế chế Đông La Mã. Năm 610, tướng Heraclius đã đem quân vượt biển tới kinh thành, nhanh chóng chiếm Constantinople và giết chết Phocas. Sau cuộc trình biến của Heraclius, quân Ba Tư đã tiến sâu vào bán đảo Tiểu Á, đồng thời chiếm cả Damascus và Jerusalem, rồi cướp đi cây thánh giá linh thiêng để đem về thành Ctesiphon. Năm 627, khi người Ava đang bao vây kinh đô Constantinople dưới sự giúp đỡ của người Ba Tư, hoàng đế Heraclius đã tiến hành phản kích và đánh bại người Ba Tư tại Nineveh và mang cây thánh giá thiêng liêng trở về lại Jerusalem trong năm 629. Tuy nhiên, cuộc chiến này dường như đã khiến cho Đông La Mã kiệt quệ, nên chỉ vài năm sau đó, vào năm 636, khi người Hồi giáo Ả Rập trỗi dậy, đế quốc này đã phải hứng chịu một thất bại nặng nề tại sông Jarmuk. Sau đó, người Ả Rập thường xuyên đem quân tấn công vào khu vực Tiểu Á, và từ năm 663 đã chính thức xâm chiếm được khu vực này. Từ năm 674 đến năm 678, Muawiyah, thủ lĩnh của người Ả Rập lúc bấy giờ, đã bắt đầu tiến hành một cuộc bao vây lớn thành phố Constantinople. Các hạm đội Ả Rập sau đó đã bị đẩy lui bởi vũ khí tối thượng của quân Đông La Mã là hỏa khí và buộc phải ký kết một thỏa ước đình chiến trong 30 năm với đế quốc Đông La Mã. Tuy nhiên, các cuộc xung đột ở Tiểu Á vẫn liên tục xảy ra, gây ra sự suy tàn, đổ nát cho các đô thị nằm trong đế quốc Đông La Mã, đặc biệt là thành Constantinople. Đồng thời, việc rút phần lớn lực lượng Ban Can để tham chiến với người Ba Tư và người Ả Rập ngay sau đó đã khiến đế chế Đông La Mã mất dần sự ảnh hưởng ở khu vực này. Justinianus đệ nhị lên ngôi hoàng đế từ năm 685 đã cố gắng phá vỡ quyền lực của giới quý tộc thành thị bằng cách cho tăng thuế và bổ nhiệm người ngoài vào làm trong triều đình. Ông bị lật đổ vào năm 695 và phải bỏ chạy lên tị nạn ở chỗ của Khan Tevel của Bulgaria. Năm 705, với sự hỗ trợ từ quân lính của Khan, Justinianus đệ nhị đã giành lại ngai vàng và tiến hành trả thù những người từng lật đổ mình. Nhưng cuối cùng vào năm 711, các quý tộc thành thị tiến hành đảo chính, lật đổ ông một lần nữa. Justinianus đệ nhị bị hành hình bằng cách cắt mũi và triều đại nhà Heraclius trong lịch sử La Mã cổ đại cũng chính thức kết thúc. Năm 717, hoàng đế Leo đệ tam lên ngôi đã lãnh đạo đội quân Đông La Mã giành thắng lợi trước đội quân Ả Rập trong cuộc vây hãm thành phố Constantinople từ năm 717 đến năm 718. Năm 740, hoàng đế Leo đệ tam đã giành được chiến thắng quyết định tại Acroinon và cho đến cuối triều đại của ông, bán đảo Tiểu Á đã trở nên tương đối an toàn trước những cuộc tấn công của người Ả Rập. Người kế vị của Leo đệ tam là Constantine đệ ngũ lên ngôi vào năm 741. Đưa triều Saurian đạt đến đỉnh cao quyền lực khi giành được những chiến thắng đáng kể ở phía bắc xứ Syria và nghiền nát người Bulgar trong trận Antialos vào năm 763. Hoàng đế Nikephoros lên ngôi vào năm 802. Đến năm 811 đã dẫn đầu một đội quân lớn chống lại người Bulgar nhưng không may tử trận. Việc Basileios đệ nhất lên ngôi hoàng đế vào năm 867 đã đánh dấu cho sự khởi đầu của nhà Macedonia. Vương triều sẽ cai trị đế quốc trong hơn 2 thế kỷ rưỡi tiếp theo. Dưới sự cai trị của những vị hoàng đế tài giỏi bậc nhất trong lịch sử La Mã, nhà Macedonia đã đưa đế quốc La Mã hồi sinh trên mọi lĩnh vực rồi phát triển cực thịnh. Vào năm 873, quân La Mã đã giành lại Bari, giúp địa vị của đế quốc này dần được củng cố trở lại miền nam nước Ý. Năm 902, bởi kết quả của cuộc xung đột với Simeon, các hoạt động quân sự của đế quốc Đông La Mã ở phương Tây dần bị suy yếu và kết quả tất yếu là Tamira, thành lũy cuối cùng của đế chế này ở Sicily, bị người Ả Rập xâm chiếm. Năm 907, hoàng tử Nga đã đưa một hạm đội lớn đến Constantinople và buộc Đông La Mã phải ký kết một hiệp ước về thương mại. Trong trận đánh chiếm đảo Crete năm 911, quân đội đế chế gặp phải những tổn thất nặng nề. Sau khi Leo đệ lục qua đời vào năm 912, mùa hè năm 913, La Mã từ chối trả tiền cống nộp cho người Bulgaria theo thỏa thuận trong hiệp ước năm 896. Simeon đã ngay lập tức phát động cuộc chiến tranh, đưa đại quân vượt qua bức tường thành bất khả xâm phạm Constantinopolis và tiến về kinh thành, khiến đế chế La Mã đối mặt với nguy cơ diệt vong. Tuy nhiên, việc Simeon đột ngột qua đời vào năm 927 kéo theo sự suy sụp của đế quốc Bulgaria
đã tạo điều kiện để Đông La Mã có thể tập trung lực lượng đánh bại Ả Rập. Trong suốt thời gian trị vì của mình từ năm 976 đến năm 1025, Hoàng đế Basileos đệ nhị đã coi việc đánh bại người Bulgaria là mục tiêu lớn nhất trong triều đại của mình. Tuy mở đầu bởi thất bại thảm hại tại trận Cổng Trajan, song suốt 20 năm sau đó, Basileos đệ nhị đã lần lượt chinh phục các thành trì của Bulgaria. Cuối cùng, quân Bulgaria đã thảm bại ở trận Kladion vào năm 1014. Thành trì cuối cùng của Bulgaria sụp đổ vào năm 1018 và Bulgaria trở thành một phần của đế quốc Đông La Mã. Chiến thắng này đã khôi phục đường biên giới sông Donau, vốn bị mất từ thời nhà Heraclius còn cai trị. Ngay sau khi hoàng đế Basileos đệ nhị qua đời, Đông La Mã đã nhanh chóng suy sụp vì không có người kế vị. Cũng trong thời điểm này, những kẻ thù mới đã xuất hiện trên bán đảo Ý. Đông La Mã nhanh chóng bị mất thủ phủ của tỉnh Calabria năm 1060, mất Otranto vào năm 1068, đồng thời mất quyền kiểm soát bờ biển Dalmatia vào tay của người Quatria trong năm 1069, mất Bari năm 1071. Dưới thời đại của nhà Komnenos, từ năm 1081 đến năm 1185, đế quốc La Mã đã phục hồi lại phần nào sức mạnh, lãnh thổ, kinh tế. Sức ảnh hưởng của đế quốc tăng mạnh ở châu Âu, Tiểu Á và các vùng đất xung quanh Địa Trung Hải. Kinh đô Constantinople vẫn giữ vị trí hàng đầu về sự giàu có, hoa lệ, đông đúc và văn hóa nhất thế giới Kitô giáo. Ngày 27 tháng 11 năm 1095, giáo hoàng Urban đệ nhị cùng với hội đồng Clement đã kêu gọi mọi người hãy cầm vũ khí đi dưới lá cờ chữ thập và tiến hành một cuộc viễn chinh giành lại Jerusalem và Levant từ tay người Hồi giáo. Lời kêu gọi đó được cả Tây Âu hưởng ứng ngay tức khắc. Hoàng đế Alexios đã trở thành người lãnh đạo của đội quân đông đảo và vô tổ chức của Tây Âu, đánh chiếm lại nhiều thành phố quan trọng ở Anatoly. Bohemond, người đã tự coi mình như hoàng thân xứ Antioch, đã đồng ý trở thành chư hầu của Alexios bằng hiệp ước Devon 1108, đánh dấu sự kết thúc của mối đe dọa Norman trong suốt triều đại của Alexios. Thập tự chinh lần thứ nhất xem như kết thúc tại đây. Trong 25 năm triều đại của Ioannes đệ nhị Komnenos, từ năm 1118 đến năm 1143, những chính sách quân sự thiết thực đã được thực hiện. Từ khoảng năm 1081 đến khoảng năm 1180, quân đội nhà Komnenos đã giữ vững được sự ổn định của đế quốc, cho phép nền văn minh Đông La Mã phát triển rực rỡ. Năm 1167, Manuel đưa quân xâm lược Hungary và đánh tan tác quân Hung trong trận Sirmium, buộc người Hung phải cắt đất cầu hòa và trở thành chư hầu của Đông La Mã. Đến năm 1168, gần như toàn bộ vùng duyên hải biển Adriatic đã nằm dưới quyền kiểm soát của Đông La Mã. Vào năm 1198, giáo hoàng Innocent đệ tam đã phát động một cuộc thập tự chinh mới. Lần này, cuộc thập tự chinh hướng đến Ai Cập, trung tâm quyền lực mới của thế giới Hồi giáo ở Levant. Tuy nhiên, mục tiêu này đã bị thay đổi đột ngột. Đến tháng 4 năm 1204, quân thập tự đã đổi hướng tấn công và cướp thành phố Constantinople. Các nhà lãnh đạo thập tự chinh đã phân chia các tỉnh của Đông La Mã cho nhau, nhưng các hoàng thân Đông La Mã ở Nicaea, Trebizond và Epirus đã dương cờ khởi binh nhằm khôi phục lại đô thành. Constantinopolis được giành lại vào năm 1261, trong khi Epirus thất bại trong cuộc đua giành lại đô thành. Điều này dẫn đến một sự hồi sinh ngắn ngủi của Đông La Mã dưới thời của Michael đệ bát Palaiologos. Tuy nhiên, đáng buồn thay, chính sách mở rộng đế chế thay vì bảo vệ những lãnh địa vốn có ở khu vực Tiểu Á của Michael đã khiến nhân dân chán ghét. Các nỗ lực của Andronikos đệ nhị và sau đó là của cháu trai Andronikos đệ tam được coi là những nỗ lực cuối cùng để khôi phục lại vinh quang cho đế quốc. Tuy nhiên, việc sử dụng lính đánh thuê của Andronikos đệ nhị đã phản tác dụng, gây ra sự tàn phá các vùng nông thôn và tăng sự oán giận trong nhân dân. Sau khi Andronikos đệ tam qua đời, các cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1341 đến năm 1347 đã tàn phá đế quốc Đông La Mã. Trong khi đế quốc Đông La Mã đang suy yếu nặng nề, thì ở vùng phía Tây tại Armenia và Tiểu Á, một đế quốc hùng mạnh dần hình thành. Vua Osman khi lên ngôi hoàng đế Ottoman đã thực hiện những chính sách bành trướng lãnh thổ. Và lẽ dĩ nhiên, mục tiêu của họ là đế quốc Đông La Mã, đế quốc hàng đầu châu Âu, song đang trên đà suy yếu. Năm 1422, quân của Ottoman bao vây Constantinople nhưng không thành công, song họ đã chiếm được hoàn toàn xứ Macedonia và thành Thessalonica. Constantinopolis lúc này chỉ còn là một đống đổ nát và hoang tàn, dân số đã sụt giảm nghiêm trọng.
Cuối cùng, thành phố này sụp đổ trước cuộc tấn công ồ ạt cuối cùng của quân Ottoman vào ngày 29 tháng 5 năm 1453. Sự kiện này cũng chính là sự kiện đánh dấu sự chấm dứt hoàn toàn của đế chế La Mã trong lịch sử nhân loại. Đế chế La Mã tuy đã chính thức sụp đổ vào năm 1453 dưới sự tấn công của đế chế Ottoman, song những ánh hào quang rực rỡ nhất mà đế chế La Mã đã tạo dựng cho văn minh châu Âu và nhân loại thế giới vẫn còn nguyên giá trị